Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Không chỉ xinh đẹp và thường xuyên gây ấn tượng bởi những lần khoe body quyến rũ, Ngọc Trinh còn khiến bao người phải trầm trồ khi sở hữu một khối tài sản đúng chuẩn nữ đại gia của showbiz Việt. Ngoài việc thường xuyên đăng các clip đập hộp tiền tỷ thì Ngọc Trinh còn khiến dư luận phải ghen tị khi mới đây đã đăng tải một video hé lộ những hình ảnh đầu tiên về ngôi biệt thự siêu to khổng lồ đang trong quá trình hoàn thiện. Theo như Ngọc Trinh hé lộ, ngôi biệt thự của cô to nhất khu phố, rộng hơn 800m², trị giá hơn 24 tỷ, với nhiều phòng ngủ, hồ bơi, sân vườn và đặc biệt là ngôi nhà có thiết kế không gian mở với hệ thống kính trông rất rộng rãi và hiện đại, không chỉ gây choáng ngợp với không gian phòng khách 130m² siêu sang chảnh. Nữ hoàng nội y còn chia sẻ, cô có kế hoạch sẽ sinh một bé trai và một bé gái nên đã làm sẵn một căn phòng cực đáng yêu cho hai con. Ngoài ra, Ngọc Trinh sẽ tận hưởng cuộc sống với chồng trên một tầng cao của căn nhà. Phòng ngủ của người đẹp sẽ có nhiều tiện nghi và nội thất độc lạ. Đặc biệt là một tín đồ hàng hiệu, Ngọc Trinh đã thiết kế một không gian siêu khủng để chứa quần áo, giày, túi sách. Không ngoa khi cho rằng phòng chứa đồ của Ngọc Trinh hoành tráng như một shop quần áo. Ngọc Trinh cũng chia sẻ thêm, sau Tết Nguyên đán cô sẽ chính thức dọn về sống tại ngôi biệt thự hoành tráng như lâu đài này. Dưới phần bình luận của video, rất nhiều khán giả đã dành lời chúc mừng cũng như ngưỡng mộ thành quả mà Ngọc Trinh đạt được sau thời gian dài làm việc. Mới xem sơ qua mà mê ly luôn chị, hóng khi nhà hoàn thiện và trang trí xong quá, lúc đó chị nhớ làm house tour nha. Nhà mà như cái trung tâm thương mại ý nhỉ, yêu chị Trinh ghê. Thật ngưỡng mộ chị, người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng làm điều phi thường, chị quá tài giỏi, thật sự rất ngưỡng mộ chị ạ. Còn các bạn thì sao, các bạn đã xem video này của Ngọc Trinh chưa và cảm nghĩ của các bạn về video này như thế nào thì đừng quên comment ở dưới để cho chúng mình cùng được biết nhé. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất vào trong ngày.